Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Ninh Dương Lan Ngọc, mỹ nhân mặc gì cũng đẹp của showbiz Việt. Ở tuổi 32, Lan Ngọc không chỉ có sự nghiệp thành công mà còn chạm đỉnh phong cách. Nhan sắc của mỹ nhân gái già lắm chiêu được đánh giá ngày một lên hương, khu thời trang có nhiều biến hóa ấn tượng. Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những mỹ nhân đình đám của làng điện ảnh Việt. Cô được mệnh danh là Ngọc Nữ thế hệ mới nhờ tài năng diễn xuất linh hoạt, chiếm được nhiều thiện cảm từ công chúng sau 14 năm hoạt động trong làng giải trí. Lan Ngọc hiện nằm trong danh sách những ngôi sao hàng đầu có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới giới trẻ. Không chỉ được yêu thích nhờ những tác phẩm xuất sắc trên màn ảnh, cô còn tạo dấu ấn riêng với gu thời trang biến hóa. Lấy tinh thần tối giản làm kim chỉ nam, Lan Ngọc xây dựng hình tượng quý cô sang trọng, thời thượng. Ở người đẹp có sự pha trộn hài hòa giữa nét thanh lịch và quyến rũ, Lan Ngọc phiên bản thảm đỏ hay dự sự kiện đều gây ấn tượng đậm nét. Mỹ nhân 9X luôn ưu tiên những bộ đầm liền thắt eo, có đường cắt tinh xảo, khéo để lộ điểm vàng của cơ thể. Lan Ngọc hiếm khi diện đồ phô trương nhưng luôn tôn được những thế mạnh về vóc dáng, lan tỏa khí chất thần thái. Và dù sở hữu khối gia tài không nhỏ, song Ngọc nữ vẫn dành sự ưu ái cho các thiết kế của nhà tạo mốt Việt. Nhờ những tuyệt phẩm made in Việt Nam, Lan Ngọc luôn tỏa sáng rực rỡ, được công chúng ưu ái vinh danh là mỹ nhân mặc gì cũng đẹp. Nữ diễn viên Lan Ngọc chứng tỏ body đẹp mọi góc độ với set đồ khoét eo thời thượng. Với set đồ denim được cách điệu bởi chiếc áo trái tim và quần short và sự phối hợp cùng mũ và giày Gucci xa xỉ tạo nên tổng thể không thể chất lượng hơn bởi sự chỉ chu, hài hòa tuyệt đối. Quyến rũ với thời trang trễ nải, mỹ nhân Running Man Việt Nam chuộng thiết kế đầm 2 giây, trễ vai, quay vòng 1 nóng mắt. Người đẹp chuộng những bộ đầm bó sát khoe khéo đường cong cơ thể gợi cảm. Trong những sự kiện thảm đỏ, Lan Ngọc dễ dàng chiếm spotlight nhờ vẻ ngoài nổi bật. Áo và váy 2 giây cũng là trong những bộ đồ thường thấy ở tủ quần áo của mỹ nhân. Trang phục này giúp Lan Ngọc trông mảnh mai, khoe được xương quai xanh và một đầy đặn. Từ hình ảnh gái quê từ những ngày đầu vào showbiz, nữ chính của phim Gái già lắm chiêu đã có một cuộc lột xác ngoạn mục về ngoại hình và gu thời trang. Cô xây dựng ekip hình ảnh riêng, biết chọn lọc thay vì tham lam chọn chi tiết rườm rà. Cô nàng còn rất mê túi xách và thích chọn những chiếc túi phù hợp với trang phục thường ngày. Chọn những chiếc váy một màu và phối thêm phụ kiện tông xoẹt tông là thế mạnh của Lan Ngọc, trông nữ diễn viên nữ tính, gợi cảm và rất sang chảnh. Ngọc nữ của làng điện ảnh Việt còn chứng minh mình là tín đồ thời trang và rất biết cập nhật xu hướng màu sắc mới. Điển hình là cô nàng có những chiếc váy vàng rất hợp mốt, phù hợp với thời tiết mùa hè và khiến bản thân trở nên nổi bật trên đường phố. Nữ diễn viên thể hiện cá tính rõ ràng qua việc chơi màu sắc và chọn những gam màu tương phản, không hề rối mắt mà lại còn rất biết cách gây chú ý, thể hiện cái tôi riêng của mình. Bớt màu mè hơn, Lan Ngọc thường chọn đồ một màu để đi sự kiện, đặc biệt là gam màu đen để tôn được làn da trắng. Ngoài ra, cô nàng còn thích để mái thưa, rất phù hợp với gương mặt trái xoan hoàn hảo của mình. Ngay cả khi tham gia sự kiện giải trí, Lan Ngọc cũng chọn những chiếc váy tôn dáng và nổi bật như thế này. Cô nàng cũng đầu tư khá kỹ về kiểu tóc để trông lạ mắt hơn trước công chúng. Bên cạnh việc quyến rũ và táo bạo, gần đây nữ diễn viên sinh năm 1990 thường xuyên xuất hiện với phong cách menswear cá tính, tạo nên hình ảnh đầy mới mẻ. Trên màn ảnh, Lan Ngọc là một diễn viên mạnh mẽ, cá tính, trong sáng, công chúa, thì ngoài đời cô cực kỳ đơn giản với những set đồ nhẹ nhàng và tinh tế. Ngôi sao Running Man Việt Nam cao 1m65, nặng khoảng 46kg. Cô duy trì chế độ ăn kiêng khoa học và luyện tập theo chỉ dẫn của huấn luyện viên để có được thân hình mơ ước. Người đẹp sở hữu vòng eo con kiến với số đo 54cm. Được biết, sự thay đổi này nhằm phục vụ cho vai diễn mới, nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen vì ngoại hình trẻ trung và năng động hơn.